Thưa quý vị, liên quan tới hoạt động đấu giá biển số xe, theo kế hoạch dự kiến thì sẽ thực hiện trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 tháng 8 tới. Thế nhưng mới đây, trao đổi với VTC14, thì lãnh đạo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an xác nhận chưa chính thức chốt ngày diễn ra phiên đấu giá đầu tiên. Hiện thời gian đấu giá phụ thuộc vào hoàn toàn công ty đấu giá hợp danh Việt Nam. Đây cũng là đơn vị đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về cơ sở vật chất, phương án đấu giá, năng lực và kinh nghiệm nên đã được cả Bộ Công an lựa chọn ký hợp đồng dịch vụ. Theo Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, thì hiện công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, điều kiện để tổ chức đấu giá biển số xe đã và đang được gấp rút hoàn thiện. Các cá nhân, doanh nghiệp nếu tham gia đấu giá biển số xe chỉ cần đảm bảo đúng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn thì đều có thể tham gia đấu giá biển số xe theo hình thức trực tuyến và công khai. Liên quan tới phiên đấu giá biển số xe đầu tiên, Cục này cho biết hiện vẫn chưa chốt ngày cụ thể. Theo dự tính của các cơ quan chức năng thì khoảng cái phiên đấu giá đầu tiên sẽ triển khai từ 15 cho đến 20 tháng 8. Người trúng đấu giá thì sẽ được cấp một cái văn bản xác nhận về cái quyền trúng đấu giá và được đăng ký cái biển số trúng đấu giá gắn với cái xe thuộc quyền sở hữu của mình. Và người trúng đấu giá thì họ có thể đăng ký tại cái nơi mà quản lý biển số trúng đấu giá hoặc cũng tại cái nơi mà người trúng đấu giá cư trú. Và cái nội dung này thì nhằm phục vụ tối đa cho người dân, giảm thiểu cái sự đi lại cũng như là thuận lợi cho người dân trong cái việc đăng ký cái biển số thuộc quyền sở hữu của mình. Về quyền lợi và nghĩa vụ của người tham gia đấu giá biển số xe, Thượng tá Minh cũng xác nhận khi trúng đấu giá biển số xe thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ có văn bản xác nhận gửi trực tiếp cho người trúng đấu giá. Còn người trúng đấu giá phải nộp tiền trong vòng 15 ngày kể từ thời điểm trúng đấu giá biển số xe. Cái nghĩa vụ của cái người trúng đấu giá thì phải nộp đủ cái số tiền trúng đấu giá trong cái thời hạn 15 ngày. Và từ khi mà có cái quyết định phê duyệt cái kết quả trúng đấu giá, thực hiện và họ thì phải thực hiện cái thủ tục đăng ký xe tại cơ quan đăng ký để gắn cái biển số đó với cái xe thuộc sở hữu của mình như tôi đã nói. Và quá cái thời hạn nêu trên thì người trúng đấu giá mà không đăng ký gắn với phương tiện thì sẽ bị thu hồi theo quy định của pháp luật. Cần phải có sự phối hợp đồng bộ cũng như là cũng phải có một cái cơ chế để thường xuyên kiểm tra giám sát và kiểm tra chéo để tránh cái trường hợp là mặc dù luật quy định như vậy nhưng vẫn tồn tại những cái kẽ hở hoặc là những cái quy định chưa thực sự chặt chẽ để mà vẫn tiếp tục có những cái tiêu cực trong cái quá trình cấp biển số và đăng ký xe cơ giới. Được biết vào tháng 11 năm 2022, Quốc hội đã chính thức thông qua nghị quyết thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, trong đó quy định giá khởi điểm và tiền đặt trước của một biển số đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng, bước giá là 5 triệu đồng. Đặc biệt, trong phiên đấu giá đầu tiên, sẽ công khai khoảng 153.000 biển số thuộc 63 tỉnh thành với 4 chủng loại ô tô, xe con, xe khách, xe tải và xe tải van để người tham gia lựa chọn đấu giá.